Chào anh chị các bạn. Ở trong video bài học này thì giảng viên Nguyễn Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn cái cách mà hứng chạy quảng cáo Facebook Ads ở trên mobile. Giả sử như các anh chị sử dụng điện thoại di động iPhone hoặc là Samsung hoặc là những cái điện thoại di động khác, thế thì nó chỉ có hai nền tảng chính là iOS là iPhone đúng không ạ, và Android là một số những cái điện thoại khác chạy nền Android. Thì quảng cáo ấy, nó có thể chạy ở trên máy tính giống như là tôi đang sử dụng hoặc là trên điện thoại. Thế thì video bài học này là hướng dẫn chạy trên điện thoại nhanh, đơn giản, dễ hiểu. Lý do là hầu hết mọi người thì sẽ có điện thoại di động, và đặc biệt là đối với những cái người mà bán hàng online, những người là cộng tác viên, những người là đại lý, thì cái việc sử dụng điện thoại di động nó sẽ thuận tiện hơn. Đấy, và tôi sẽ hướng dẫn trên điện thoại di động để các anh chị và các bạn có thể hình dung ra và thao tác một cách dễ dàng. Sau khi mà chúng ta đã có những cái sự chuẩn bị về mặt kế hoạch đúng không ạ, và về mặt thực tế chúng ta đã làm cái bảng Excel mà tôi hướng dẫn ấy, thì bây giờ việc chạy quảng cáo nó sẽ trở nên dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì tài khoản quảng cáo có rồi, fanpage có rồi, nội dung có rồi đúng không? Thế thì nội dung thì chúng ta sẽ đăng lên trên fanpage của chúng ta đấy, và sau đó thì chúng ta seeding, sau đó là chúng ta để cho nó tiếp cận tự nhiên tốt một chút, sau đó là chúng ta chạy quảng cáo thôi. Đấy, chạy quảng cáo thì làm thế nào đúng không? Đấy, một là chúng ta có thể cài thêm một số những cái app hay còn gọi là ứng dụng trên điện thoại di động, app viết tắt của chữ application. Đấy, thì thông thường thì chúng ta đã có hai cái app là app Facebook đúng không, và app Messenger. Thì bây giờ một số người có thể đã cài hoặc chưa cài thêm cái app có logo màu xám xám này này, nó gọi là Business Suit đó. Business Suit, mình đánh cái từ khóa này vào trong phần App Store. Thí dụ như các bạn có thể vào App Store. Đấy nha, tôi sẽ vào điện thoại cùng bạn. Đấy, tôi sẽ vào đây, được chưa ạ? Đấy, sau đó thì ví dụ như của tôi đây là có rồi này. Đấy, của tôi là có App Business Suite này và Messenger. Hoặc là cũng như là có cái phần App Manager là phần quảng cáo, được chưa ạ? Thế thì bây giờ tôi sẽ vào. Tôi sẽ tìm App Store, ok, vì tôi sử dụng điện thoại iPhone rồi. Sau đó thì tôi cũng sẽ tìm đến cái từ là Ads Manager tiếng Anh hoặc là trình quản lý quảng cáo tiếng Việt đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn đến cái app có cái logo hình tròn màu xanh, được chưa ạ? Đây là app chính thức mà Facebook phát triển chứ không phải là app linh tinh. Đấy, được chưa ạ? Thế thì cái app mà Facebook Business Suite này thì là cái app này chính là cái app mà để chúng ta quản lý fanpage, nhắn tin trả lời trên fanpage rất là dễ dàng, và chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo trực tiếp từ Business Suite. Hoặc là bây giờ thì Facebook nó đổi tên thành Meta rồi. Đấy, đổi tên thành Meta rồi thì chúng ta sẽ tìm là Meta Ads Manager. Đấy. Trước đây thì nó là Facebook, bây giờ đổi tên công ty mẹ là Meta cũng không sao cả nhá. Và tương tự như vậy thì cũng có Meta Business Suite đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chạy quảng cáo dựa trên những cái hai cái app này. Thế thì còn cái app màu xanh cũ, cái app gốc này này cũng chạy quảng cáo được, nhưng mà cái thao tác nó sẽ hơi nhiều, hơi lằng nhằng, nên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên cái Ad Manager này, được chưa ạ? Rồi. Chốt lại là một là các bạn sẽ vào ứng dụng của mình. Đấy, ví dụ trên nền tảng Android thì các bạn vào CH Play đúng không? Đấy, cửa hàng Play của Google đấy. Thế còn trên nền tảng iOS như của tôi đang sử dụng thì chúng ta sẽ vào App Store. Chúng ta tải Meta Business Suite hay là Facebook Business Suite. Đấy, và Meta Ads Manager hay còn gọi là Facebook Ads Manager vì nó đổi tên. Ok, sau khi chúng ta cài xong, đấy, sau khi chúng ta cài xong thì chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản của mình vào cái tài khoản Facebook profile của chúng ta ấy, thì nó sẽ nhận ra có tài khoản hay chưa có tài khoản. Nếu chưa có thì ta làm, nếu có rồi thì nó sẽ nhận ra ngay lập tức đó. Thế sau đó thì chúng ta mở cái ứng dụng lên và chúng ta sẽ chọn tài khoản quảng cáo. Đấy, có thể là có một số người chưa có tài khoản quảng cáo hoặc là một số người có nhiều tài khoản quảng cáo. Thì chúng ta sẽ phải chọn cái tài khoản quảng cáo chúng ta muốn chạy. Thế bây giờ chúng ta muốn chạy thì cái bước
trực quan, đó là chúng ta sẽ bấm vào nút tạo quảng cáo có dấu cộng đúng không, ở phía dưới màn hình. Đấy, chúng ta tạo quảng cáo. Thế sau đó thì chúng ta chọn đến fanpage đúng không ạ, chúng ta chọn đến fanpage mà chúng ta mong muốn để chạy, có thể là một cái tài khoản quảng cáo các bạn quản lý nhiều fanpage đó. Sau đó thì các bạn bắt đầu lựa chọn mục tiêu chiến dịch mà bạn mong muốn. Thế thì hiện nay Facebook nó cung cấp mà khoảng 13 mục tiêu ở trên máy tính và cũng khoảng gần 10 mục tiêu ở trên điện thoại. Và chúng ta sẽ cần phải làm quen với cái khái niệm về mục tiêu. Một là chúng ta chạy tương tác bài viết. Chạy tương tác bài viết tức là bài viết ở trên fanpage của chúng ta, chúng ta đăng lên và không có ai xem cả. Thế bây giờ chúng ta muốn người ta tương tác với cái fanpage đấy thì chúng ta sẽ phải bỏ tiền chạy quảng cáo. Đấy, thứ hai là chúng ta có thể là đăng bài dạng video, và sau khi có video như vậy thì mình cũng không có lượt xem đúng không? Bởi vì nếu có lượt xem thì mình cần gì chạy quảng cáo, hoặc là mình muốn tiếp cận nhiều hơn đúng không? Thế thì mình bắt đầu chạy quảng cáo để thu hút, hoặc là mình muốn chạy thẳng truy cập vào web, vào link của mình. Thí dụ như là mình muốn đăng ký hoặc là điền form hoặc là bán hàng trực tiếp trên các trang thương mại điện tử đó, thì mình sẽ chạy dạng là lưu lượng truy cập website đấy. Thế còn mình muốn chạy hiển thị tiếp cận nhiều, giống như là để làm thương hiệu chưa cần bán hàng ngay, thì mình sẽ chạy số người tiếp cận. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có chiến lược chạy. Đấy, trong cái phần Excel tôi hướng dẫn là phải có chiến lược chạy, tức là cái gì chạy trước, cái gì chạy sau, và chạy đồng thời những cái gì, chứ không phải lúc nào mình cũng chỉ chạy tương tác bài viết để bán hàng hay chạy truy cập web để bán hàng ngay. Đấy, hoặc là mình cũng có thể chạy tăng số lượt thích trang cho fanpage của mình đúng không, hoặc là mình có thể tạo ra sự kiện ở trên fanpage của mình, sau đó mình chạy lượt phản hồi vân vân. Thế thì cơ bản là các cái mục tiêu quảng cáo này là nó có sẽ có những cái bước thao tác gần giống nhau nhá. Tôi nói là có bước thao tác gần giống nhau chứ nó không phải là sẽ giống nhau toàn bộ, nên là tôi sẽ hướng dẫn một cái video về cái mục tiêu quảng cáo mà dễ nhất và thường xuyên sử dụng nhất, đó chính là lượt tương tác bài viết. Thế còn những cái dạng mục tiêu khác như là lượt xem video hay là lưu lượng truy cập trang web hay là số người tiếp cận hay là tin nhắn thì xin mời các bạn các anh chị là tự nghiên cứu thao tác thêm nhé, dựa trên cái app mà Meta Ads Manager hay còn gọi là trình quản lý quảng cáo của Meta, được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ click vào lượt tương tác với bài viết. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến cái bài viết mà mình muốn chạy. Vâng, thì cái bài viết mình muốn chạy này thì chắc chắn là mình đã phải đăng trên fanpage từ trước đó rồi. Thế và để đăng được trên fanpage từ trước đó thì mình lại phải chuẩn bị hình ảnh nội dung bài viết từ trước đó, đúng không? Và cái phần này trong Excel tôi đã hướng dẫn rất là kỹ rồi nhá. Bây giờ tôi có là chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá miễn phí, sử dụng 1 năm gói cước gì gì đấy, ABC gì Z của Mobifone, kèm hình ảnh cái video có sẵn tôi đăng lên trên fanpage đúng không? Tôi cài cái phần mềm Meta Business Suite, sau đó thì tôi bấm tôi đăng lên. Viết trau chuốt, hình ảnh đã được làm sẵn sàng đẹp tối ưu hết rồi. Ok. Sau đó bây giờ vào đây tôi sẽ chọn đến cái bài đó. Tôi sẽ chọn đến cái bài mà tôi đã đăng và tôi muốn chạy cái bài đó ở trên Facebook của tôi. Ok. Rồi nha. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ để ý là chúng ta có thể chạy quảng cáo hạng mục đặc biệt hay không. Thế thì sản phẩm của chúng ta hầu như sẽ không thuộc về sản hạng mục đặc biệt. Thí dụ như là hạng mục đặc biệt là hạng mục mà chúng ta sẽ chạy quảng cáo liên quan đến tín dụng, việc làm, nhà ở, các vấn đề xã hội, bầu cử chính trị thì chúng ta mới bật lên. Còn chúng ta chạy quảng cáo các dịch vụ viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng, sim số vân vân thì chúng ta hoàn toàn không cần thiết. Tùy vào việc là chúng ta chạy sản phẩm dịch vụ gì thực tiễn nhá. Video này thì được sản xuất dành riêng cho Mobifone nhưng mà cũng có thể có những người khác cũng sẽ xem, thì hoàn toàn phụ thuộc vào những cái sản phẩm cụ thể mà các bạn chạy, miễn là cái sản phẩm đấy không vi phạm chính sách. Nó có hiện tượng gọi là vi phạm chính sách quảng cáo là có nghĩa là gì? Thí dụ như là bây giờ mình chạy các dịch vụ giảm béo hay là dịch vụ tăng cân hay là dịch vụ trong y tế, nâng ngực, hút mỡ vân vân, thì những cái sản phẩm như vậy là Facebook cấm không cho chạy đúng không? Thế nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng chạy thì chúng ta sẽ vi phạm chính sách. Hoặc là những cái sản phẩm có thương hiệu nhưng chúng ta không có quyền được chạy. Thí dụ như chúng ta không phải là nhà phân phối chính hãng của Apple, chúng ta không phải là nhà phân phối chính hãng của hãng thời trang Gucci, LV, Prada vân vân, chúng ta chạy hàng
gọi là hàng fake đấy, tiếng Anh đọc vui là fake, đọc là fake tức là hàng nhái. Thì cũng nhiều cái fanpage chúng ta chạy như vậy thì cũng sẽ có nguy cơ bị xóa fanpage, nguy cơ bị vô vô hiệu tài khoản quảng cáo hoặc là bị giới hạn, vân vân. Các cái vấn đề về quảng cáo bây giờ nó nhiều vấn đề lắm. Tài khoản thì rất là hiếm, rồi chạy không ổn định như ta đã được biết, hoặc là đắt rồi thì liên tục bị vô hiệu, liên tục bị giới hạn kiểu kiểu như thế, rồi thì bị tụt ngưỡng thanh toán, rồi phải bắt xác minh danh tính vân vân, đúng không? Rồi tiếp theo đấy là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng là ai sẽ nhìn thấy quảng cáo của chúng ta. Đấy, thì đối tượng ở đây chính là cái phần mà mình sẽ nhắm chọn khách hàng, mục tiêu, vẽ chân dung của Facebook. Thì chúng ta đã vẽ cái chân dung của khách hàng trên Facebook bằng cái bảng Excel đó rồi, chúng ta hoàn toàn là sẽ chạy theo đúng cái chúng ta đã vẽ. Đấy, ví dụ như chúng ta chọn vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính, đúng không? Loại trừ, mục tiêu bao gồm, kiểu kiểu thế. Vâng, và mở rộng thì chúng ta sẽ bấm vào các cái phần đấy là chúng ta chọn. Đấy, ví dụ như chúng ta sẽ chọn địa điểm, chạy Hà Nội hay Hồ Chí Minh hay là nhiều tỉnh thì chúng ta chọn. Đấy, tuổi, ví dụ như đây tôi đang để là 27 đến 53 theo cái hình này, đúng không? Đấy, rồi thì giới tính, chạy nữ. Đấy, bắt đầu là đến nhắm mục tiêu chi tiết, ví dụ như là tôi chạy đến các vấn đề về sở thích, hành vi, nhân khẩu học, các thiết bị động. Phần này tôi đã hướng dẫn rất rất kỹ trong cái một cái slide dành riêng cho việc là nghiên cứu đối tượng khách hàng mục tiêu dựa theo chuẩn của Facebook. Và khi mình đã viết ra đấy rồi, mình đã làm như thế rồi thì bây giờ mình vào đây mình chọn đúng như thế. Đấy gọi là kỹ thuật nhắm chọn, được chưa ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt ngân sách. Ngân sách là cái số tiền mình sẽ chi quảng cáo hàng ngày cho Facebook nhá. Mỗi một ngày thì Facebook nó sẽ trừ từng cái tiền của chúng ta. Chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta chạy nhiều, có ít tiền chúng ta chạy ít. Hoặc là chúng ta chia nhiều chiến dịch, chia nhiều nhóm chiến dịch để chúng ta chạy, chứ không phải là cứ một bài là chúng ta chạy hết đó. Chúng ta chia nhiều bài nhé, hoặc là chúng ta phải test thử nghiệm. Thông thường thì hiện nay các bạn ấy hay chạy theo kiểu nhân nhóm chiến dịch đấy, hoặc là nhân chiến dịch. Ví dụ mỗi chiến dịch chỉ chạy 50.000 nhưng mà mình chạy đến 20 chiến dịch chẳng hạn thì cũng được 1 triệu. Mỗi chiến dịch chạy 100.000 nhưng mà mình chạy đến 10 chiến dịch thì cũng là 1 triệu đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến cái phần mà tùy chọn phân phối quảng cáo. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn tương tác với bài viết hoặc là hiển thị. Đấy, nếu mà chúng ta chọn tương tác bài viết thì chúng ta sẽ thu được nhiều tương tác. Trong các cái khái niệm về tương tác ở đây thì nó có bao gồm like, tức là thích, thích trang, thích bài, thích ảnh, bình luận, đúng không ạ? Rồi thì thích cái bài bình luận, rồi thì nhắn tin hay còn gọi là inbox, hay là click vào web, đó thì người ta gọi là tương tác. Thế thì cái số người mà nhắn tin cho chúng ta là chúng ta đang quan tâm nhất mà click vào web và để lại số điện thoại, đúng không? Rồi số lần hiển thị thì là chúng ta sẽ hiển thị được nhiều nhưng mà lại không có click vào web hay là cũng không có nhắn tin, không có tin nhắn thì chúng ta phải chấp nhận. Đấy. Thì ở đây thì tôi khuyên là nếu như bạn chạy để bán hàng thì sẽ chọn số người tương tác với bài viết, còn nếu mà bạn chạy để làm thương hiệu thì bạn chọn hiển thị đó. Chiến lược giá thầu thì tất nhiên là chúng ta nên chọn giá thầu tự động, đúng không ạ? Vâng, để cho nó dễ, nó sẽ tối ưu cho chúng ta. Đấy, và thời điểm tính chi phí thì ở đây là cách tính chi phí của Facebook là tính theo lượt hiển thị, nhưng mà sẽ được tối ưu cho đến những người mà tương tác bởi vì chúng ta đã chọn như vậy. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đến cái phần cuối cùng là tóm lược về những cái chiến dịch mà chúng ta đã chọn lựa và thiết lập. Đó, người ta cho mình xem lại một lần nữa trước khi chúng ta đặt nút đặt hàng màu xanh lá cây. Đấy, và một số tài khoản Facebook mà chưa có tài khoản quảng cáo thì nó sẽ đòi đòi chúng ta phải nhập dữ liệu thẻ. Còn một số người đã có tài khoản quảng cáo rồi thì bấm nút đặt hàng màu xanh này là chúng ta sẽ đệ trình quảng cáo cho Facebook phê duyệt, và tất cả các quảng cáo của Facebook đều được phê duyệt bởi Facebook. Đấy. Nên là chúng ta phải đợi có những cái chiến dịch quảng cáo, nhất là tài khoản quảng cáo mới hoặc là chiến dịch quảng cáo sản phẩm hơi nhạy cảm một chút và có xu hướng vi phạm chính sách về hình ảnh hoặc về video hoặc về ngôn từ, thì cái thời gian kiểm duyệt nội dung nó cũng rất là lâu. Trước đây thì nó chạy rất là nhanh, bây giờ thì nó kiểm duyệt lâu và rất nhiều các cái sự cố, rất nhiều các rắc rối nó xảy ra. Đấy, nếu mà chúng ta thêm thẻ vào hoạt động thanh toán của Facebook thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy, ví dụ như tên trên thẻ các bạn ghi là Nguyễn Phan Anh không dấu, số thẻ là 16 số mặt trước của thẻ nhá, mặt trước của thẻ là có 16 số.
Đấy, có dạng ngày tôi vừa nói đấy, x nhân x đúng không ạ? X và x đó thì mình điền vào mặt trước 16 số. MMI nó có nghĩa là tháng và năm. Đấy, ví dụ như là bây giờ là tháng 6 đúng không? Thì ghi là 06. Đấy. Và năm hết hạn. Xin lỗi, cái này là cái phần mà liên quan đến cái thẻ của chúng ta. Đấy, nó sẽ ghi là 06 sược 24, có nghĩa là tháng 6 năm 24 nó mới hết hạn đúng không? CVV ở đây chính là mã bảo mật. Thì các bạn lật mặt sau của cái thẻ ra, lật mặt sau của cái thẻ ra thì các bạn sẽ có được ba cái số cuối hoặc là ba số mặt sau của thẻ, nó dạng số là XX, mình điền vào đấy là xong. Đấy, sau đó là mình bấm nút lưu thì hệ thống Facebook nó sẽ có thể nhận ra được cái hệ thống quảng cáo này và chúng ta sẽ thanh toán được. Vâng, thanh toán được cái bài quảng cáo của chúng ta. Ok. Rồi. Đó, thế thì chúng ta cũng sẽ tính đúng không? Tất cả những cái phần mà liên quan đến chi phí, liên quan đến hiệu quả thì sau một cái chiến dịch chúng ta chạy thì chúng ta sẽ đều được biết cái yếu tố về chiến dịch là như thế nào, những chạy là bao nhiêu tiền, ra bao nhiêu tin nhắn, giá thầu tương tác là bao nhiêu và có tỷ lệ kết chuyển là bao nhiêu, thì chúng ta cần phải chú ý theo dõi đo lường và chúng ta sẽ chỉnh sửa các chiến dịch hoặc thay đổi các chiến dịch sau đó, được chưa ạ? Thì cái phần này tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề là quảng cáo không hiệu quả, quảng cáo đắt đỏ và tỷ lệ chuyển đổi thấp hoặc là không đạt được nhu cầu, thì chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn hơn và chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu lại, làm lại rồi thì bắt đầu lại. Đôi khi không, những cái thứ mà chúng ta đã làm rồi nhưng mà chúng ta vẫn không đạt được thì cũng có thể là do cái yếu tố về thị trường, yếu tố về mùa vụ, yếu tố về thương hiệu đúng không ạ, yếu tố về nhu cầu về sản phẩm vân vân. Đó thì đấy là một vài những cái mà tôi đã chia sẻ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cách làm. Thế thì tương tự như thế trên máy tính thì các bạn sẽ đăng nhập vào máy tính các bạn sử dụng, cũng sẽ có cái công cụ riêng của máy tính và trên điện thoại thì có công cụ riêng của điện thoại. Thì ở trên điện thoại chúng ta dùng nó tiện hơn thì tôi hướng dẫn sơ bộ như vậy và xin chúc các bạn thành công và chạy quảng cáo tốt và kiểm soát được cái chiến dịch quảng cáo của mình hiệu quả và có lời, đúng không ạ? Quảng cáo hiệu quả nhất là quảng cáo có lời và đem được doanh số lợi nhuận về cho chúng ta. Còn thì đấy là quảng cáo hiệu quả nhất. Thế còn những thứ khác thì có thể là đúng thời điểm này nhưng mà cũng không đúng ở thời điểm khác. Bởi vì là Facebook nó cũng thường xuyên cập nhật. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.